Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Video này em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ điều khiển cho động cơ không chổi than 48V đến 72V 2200W. Đây là cái dòng điều khiển chuyên dụng cho những cái dòng xe lớn, tải trọng cao. Đấy. Những cái loại xe 3 bánh 4 bánh, còn xe 2 bánh thì nó cũng là 2002 nhưng nó nhỏ hơn con này nhiều. Đây, thông số của nó đây. Điện áp mở là 42V và điện áp cao nhất là 72V. Tức là dùng cho cả 4 bình đến 5 bình và 6 bình. Con này là 2200W và dòng cấp là 95A. Đấy. Con này thì có các cái kích thước là chiều dài là 30cm, chiều rộng là 14cm và chiều dày của nó là 8cm. Đấy, thì nó đều có đầy đủ các chức năng như là tiến lùi, nhanh tiến lùi và ga bình thường, phanh. Đây, đây là mình đang thử trên con động cơ 48V 500W, thử test cho khách hàng thôi. Ngoài ra thì mình có những cái đồ sửa chữa thay thế, ví dụ những cái dòng động cơ to lớn như thế này, chuyên dụng cho những cái dòng điều khiển này, thì nó có các loại vỉ mạch thay thế. Đây, vỉ mạch tròn này, vỉ mạch này là vỉ mạch bán nhiệt này. Đấy, thì thường thường động cơ thì nó ít khi hỏng, nó chỉ cháy cái vỉ mạch này thôi, các bạn lấy về thay nó rất là dễ. Cái vỉ mạch này thì nó không phải bổ động cơ, nó chỉ nằm ở ngay phần dưới đuôi động cơ này thôi, cho nên các bạn tháo ra là nắp lại rất đơn giản. Đấy, rất là đơn giản vậy thôi. Các bạn mua hàng thì xem video và liên hệ với mình qua số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng.